Xin chào, xin chào tất cả các bác và cô chú anh chị, nếu trước khi vào những cục đẩy mà bốn kênh khủng khiếp giá rẻ hay là những cái cục đẩy hai kênh chất thì ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến các bác à, những đôi loa B3 này, những đôi loa B3 hàng khủng này, B3 giá chỉ có 4 triệu hay những đôi loa Martin London Đôn hàng bãi xịn của Anh Quốc giá chỉ có 5 triệu 500 000 đồng Nhưng mà những đôi loa này thì nó chỉ làm phụ thôi các bác nhá. Và ngày hôm nay thì các bác ơi, à, nói thật với các bác là em vừa về cái lô này, vừa về được khoảng tầm cỡ 100 con. À, chưa đến 100 con đâu chắc cái lô lần này thì về 50 con trước 50 con sau sẽ về sau dòng mic Việt KTV đấy dòng ra 8 rất là hay các bạn tiếng thút mic rất là tốt hút mic này mic hát nhẹ nhạy okay karaoke rất là là hay luôn thu mic rất là tốt và đặc biệt hơn nữa thì giá con này rất là rẻ các bạn nhá chỉ có 1 triệu 500 trăm nghìn đồng một con các bác ạ năm tr triệu một triệu năm trăm nghìn đồng quá rẻ cho một con sản phẩm mới tinh các bác nhá hàng bóc hộp thương hiệu Việt KTV nếu như các bác nào mà hay đi hát karaoke các bác biết cái đầu màn kia rồi đúng không ạ các bác biết cái, những cái dòng đầu màn như thế này rồi thì các bác biết là những cái dòng đầu màn như thế này thì hiện tại bây giờ trong phòng hát người ta sử dụng rất là nhiều đúng không ạ ok còn uh, những cái dòng cũng của Việt K này Việt KTV này đấy những cái dòng sản phẩm như thế này thì nó cũng được anh em sử dụng rất là nhiều luôn mic đầm nhẹ chắc hát karaoke hay Đấy, giá thành bình dân các bác nhá. Bán giá cho bác luôn 1 triệu 500 000 đồng Bác nào ưng ý nhấc máy gọi điện ngay cho bên em. Được chưa ạ? Duy nhất trong ngày hôm nay cho bác thôi, giá cực kỳ rẻ nhá. Đấy, bên này thì em đang còn những cái cục đẩy các bác. Đẩy Crown Microtech 3600 VZ công suất một à, công suất 800 một kênh, Đấy, hàng đẹp, xuất sắc long lanh 95 97% hàng đẹp nha các bác nhá, chứ không phải hàng linh tinh. Hàng đẹp xuất sắc 95 97% hàng ngon lành cảnh đào cho bác luôn. Chạy mạch con này là chạy mạch class H các bác nhá, chạy mạch class H và quan trọng nhất là công suất của nó là 800W một kênh. Con này có thể các bác đánh phải nói thật sự các bác luôn, các bác đánh bass 30 các bác đánh bass 40 chơi thoải mái không vấn đề gì. Nhưng mà anh em đừng có liều mà mang cục này ra mà đánh mẹ, mẹ xúc kép nha em chịu thua đấy nhiều bác bảo là con này đánh được xúc kép không em xin các bác đấy con này nó chỉ chơi gia đình thôi anh em nhá con này là dòng chơi gia đình anh em có thể chơi hai đôi loa 30 được hoặc là một đôi loa 40 kèm với một uh, đôi loa 30 nhưng mà là loa nằm thôi thì ok chứ anh em đừng lôi ra nó đánh xúc kép không đánh được đâu nhá uh, đẩy này là đẩy gia đình Michael Tech ba uh, 6 VZ được chưa ạ dòng này thì là đẩy khủng đẹp long lanh xuất sắc hàng xịn ok chưa ạ? Thương hiệu của Mỹ. Đấy, hàng đẹp long lanh xuất sắc cho bác. Nguồn của nó là toàn bộ là nguồn xuyến đồng các bác nhá. Nguồn xuyến đồng 100%, nguồn xuyến đồng các bác nhìn đỏ ao luôn. Đó, được chưa ạ? À, sò toàn bộ của nó là uh, sò trường các bác nhá, sò trường, toàn bộ là sò trường. Đấy, sò này là sò Toshiba các bác nhá. Mạch chạy mạch class H và gì ạ? Máy chạy rất là nhẹ đấy chưa các bác máy chạy rất là nhẹ và công suất của nó ăn không hết nhiều điện các bác nhá à, tổng cộng là một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám con tụ lớn hai mươi hai nghìn mi tám mươi v đó và đặc biệt con này chạy máy rất là mát các bác nhá chạy máy rất là mát luôn và quan trọng nữa thì máy nó chạy rất là sạch tiếng các bác ra tiếng nó không bị ù xì các bác nhá và không hề bị sôi loa một chút nào luôn máy đánh rất là sạch Đấy, giá bán công khai rẻ nhất trên Việt Nam cho bác Có mua hàng không cần phải cọc Được chưa ạ? Đấy, những anh em nào ở xa mà cần thiết thì cọc cho em vài trăm thôi Một, hai, ba trăm làm tin bằng cốc trà đá, trà sữa được các bác nhá Đấy, nói thật sự các bác luôn Dòng này là một dòng rất là hay và bên em tự tin là bán rẻ nhất trên thị trường Các bác nào bên nào thấy bên nào bán rẻ hơn Em tặng kèm thêm cho các bác nhá Nếu mà bác nào bán rẻ hơn em tặng kèm cho các bác uh, thêm một trăm triệu nữa đấy nếu như bác bên nào bán rẻ hơn thì chưa em khẳng định nếu mà không phải bán linh tinh nhá em là người bán rẻ nhất việt nam này luôn ba triệu tư năm chục cho các bác nhá nó không vào sai 3 triệu tư năm chục được chưa ạ giá cực kỳ rẻ cho các bác và anh em tức là bên em bán rất là rẻ luôn bán bên em bán dường như không có lợi nhuận đâu thành thành thử ra là những cái con này thì bên em bán không có lợi nhuận luôn bán chủ yếu là bán lấy gọi là tương tác cho các bác thôi 3 triệu tư năm chục anh em nào thích thì có thể alo cho em nhá microtech ba nghìn vz con này thì đầy đủ tất cả các chức năng cho bác luôn có các chế độ đánh này các bác nhỉ chế độ đánh súp này được chưa đánh súp hai kênh mỗi kênh đánh súp này chế độ đánh súp riêng nha súp hơi riêng nha được chưa ạ à, chế độ stereo này chế độ gạt đánh độc lập này chế độ rai này chập kênh này đấy và chế độ đánh linh tín hiệu này đó các bác thấy không đầy đủ tất cả các chế độ cho bác và đặc biệt nó có những cái giải cắt tần số ở trên này để các bác có thể là chỉnh súp các bác nhá rất là ngon đấy các bác nhá phía mặt đằng sau đây thì có hai quả tản nhiệt các bác có nhìn thấy được ngay mạch miết các thứ cực kỳ ngon như này rồi đấy ok anh em nào lấy ba triệu tư năm chục sang tiền luôn nhá ok Tiếp theo, một dòng đẩy các bác cực kỳ mong chờ trong ngày hôm nay, đẩy 4 kênh GL uh, GL 1200. Đấy, một trong những cái dòng đẩy cực kỳ VIP. Em rất là thích con đẩy này. Nói thật lòng luôn, em là một người yêu đẩy, thích đẩy. Nhưng mà để nói thật sự với bác là những con đẩy mà xịn thì nó không có nhiều đâu. Những con đẩy đã xịn rồi còn chất nữa thì cực kỳ là hiếm các bác nhá. Ở đây thì ngày hôm nay em đang có một con đẩy GL1200 Pro các bác nhé Đẩy 4 kênh công suất 1200 w một kênh 1200 w một kênh là công suất thật các bác nhé Chứ không ảo Đây là công suất thật Mỗi một kênh đánh 1200 w Đó Ngày hôm nay thì em sẽ test âm thanh cho bác Tí nữa em sẽ test âm thanh cho bác sau Nhưng mà trước hết thì giới thiệu qua cho bác trước về dòng đẩy này Hàng đẩy VIP xịn cho các bác nhé Đẩy này thì chơi các bác chơi âm thanh cực kỳ là hay luôn Tiếng sạch Tiếng của nó rất là sạch các bác nhé Em để ở đây các bác nhìn nghe Không có một tiếng sôi loa nào luôn Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai Đang chạy Mà máy nó các bác nghe có tiếng không Nó chỉ có một tiếng quạt gió nhẹ nhẹ thoang thoảng thôi Đấy tiếng quạt gió nhẹ nhẹ thoang thoảng rồi các bác nhé Đấy là cái thứ hai cái thứ ba là tiếng nó không bị ù xì các bác. Không bị ù xì máy chạy rất khỏe, rất là ngon các bác nhé Con này anh em dành cho anh em đi đánh sâu sự kiện kẹo kéo thì cực kỳ là thoải mái luôn. Hoặc là anh em chơi gia đình thì con này thì quá thừa luôn. Anh em chơi gia đình con này quá thừa luôn các bác nhé Quá thừa đối với con này luôn. Đẩy GL1200 Pro của Mỹ các bác nhé Dòng này cực kỳ hay. Đó, con này thì mặt trước của nó toàn bộ là màu đen rồi. Mặt trước thì nó chọn có gì để nhìn cả. Ở đây nó loanh quanh chỉ có mấy cái núm volume và cũng như là à, những cái đường đèn như thế này để có thể là nhấp nháy theo điệu nhạc là một mà hai nó chủ yếu đo công suất nữa xem như thế nào là hợp lý các bác nhá đấy để mình dễ dàng chúng ta có thể theo dõi còn ở phía mặt đằng sau đây thì các bác nhìn này, em đấu một đống dây loa như này đấy tổng cộng là bốn rắc bốn rắc này một hai bên dưới nữa là ba bốn đấy được chưa tổng đây một hai ba bốn này đấy bốn dây để ra loa cộng với đó là dòng sản phẩm này các bác nhiều khác bác cứ hỏi là đâu cái gạt công tắc đâu đây này các bác nhỉ, nhìn, nhìn nhá đây chính là cái phần để các bác gạt các chế độ Prime, uh, bright hay là Stereo Parallel đầy đủ hết các bác nhé Đó, chế độ chập kênh các thứ thì đầy đủ hết ở phía đằng sau luôn, được chưa Còn phía mạch của nó đây, thì các bác có thể ngắm qua, mạch của nó cực kỳ là đẹp luôn Đầu tiên nhá tất cả cái nhôm này của nó đều là nhôm đen nó đều sơn si hết các bác nhé đều sơn si mạ hết thành ra nó màu đen là cái thứ nhất cái thứ hai máy chạy rất là sạch đấy máy chạy sạch máy đẹp máy đẹp của các bác nhìn nó rất là nhiều đồ à, máy sạch đẹp công suất lớn và căn bản là nó không ăn điện các bác nhá điện ăn rất là ít thôi các bác nhá dùng các bác dùng chắc phải một ngày nó mới hết khoảng hai số điện rồi nó rất là ít thôi đấy các bác đó và các bác nhìn này à, sò tổng cộng của nó là 80 mươi sò trường là gvk hết các bác nhé toàn bộ sò trường là gvk à, nguồn xuyến đồng 100% và nguồn rất là to nguồn 220 các bác nhé tổng cộng lên tới là bốn quạt gió chạy thành ra máy rất là mát đó à, tụ thì loanh quanh đến tận là ba sáu chín mười à, 15, 16 con tụ Tổng cộng là 16 tụ nhé Toàn bộ là tụ lớn luôn Tụ lớn luôn Đấy Toàn bộ các bác nhìn Toàn bộ là tụ khủng luôn Tụ toàn tụ 100V luôn Đấy Và các bác nhìn nhé Mạch cái lát hát chạy rất là khô kê luôn Nó Nguồn xuyến đồng to đùng và rất là dày Một cục đẩy như thế này khẳng định các bác giá rẻ nhất trên thị trường Bây giờ nó cũng phải loanh quanh tầm 8 đến 12 triệu tùy các sản phẩm nhưng mà ngày hôm nay các bác khi mua hàng ở bên cửa hàng bên em âm thanh chính hãng thì các bác mua hàng giá cực kỳ rẻ luôn âm thanh đã chính hãng rồi lại còn có những con đẩy giá rất là bình dân như này báo giá cho các bác nhá rẻ nhất thị trường các bác nhá các bác đừng có sốc thôi em nói thật các bác luôn giá này gọi là giá cực kỳ sốc luôn anh em chơi sâu sự kiện kéo kéo anh em chơi gia đình thoải mái không vấn đề gì anh em hai con này các bác chập kênh và các bác đánh một con súp kép được luôn các bác nhá các bác hai con đẩy hai cái kênh này các bác chập vào các bác đánh một con súp kép cho em thoải mái luôn không vấn đề gì được chưa gl một hai pro công suất khủng đấy công suất khủng ngàn hai trăm một kênh anh em chơi hai cục này chúng ta đánh súp kép rất là ok đấy xả cho bác ngày hôm nay duy nhất một con như các bác nhé duy nhất một con giá công khai cho bác ngày trước bên em đang hiện tại bên đang bán là sáu à, 6 triệu rưỡi nhưng ngày hôm nay thì xả cho bác thanh lý duy nhất một con giá bán công khai chiên cho các bác và anh em giá 6 triệu 300.000 đồng Thôi giảm thêm cho anh em 100 nữa 6 triệu 200.000 đồng Đấy các bác nhá 6 triệu 200.000 đồng Một con đẩy GL uh, GL 1200 Pro Đấy xin mời bây giờ tất cả các bác Chúng ta cùng trải nghiệm thử chất âm của nó Để các bác cùng trải nghiệm thử luôn Em sẽ mở máy lên Để các bác cùng trải nghiệm thử luôn chất âm của con này nhá Dòng này mà nó chơi không hay Thì em không lấy tiền luôn Được chưa Đấy em sẽ mở từng kênh một con các bác nhá Và, mà nó đang lực và mạnh mẽ như này. Đấy là hay luôn. chạy rất là Đấy, nói chung là máy chạy cực kỳ ngon các bác Máy chạy rất là mát em bật đấy rất là lâu rồi test từ nãy đến giờ bao nhiêu phát rồi thành ra là à, những con đẩy này đi liên tục bảo sao mà người ta rất là yêu đấy các bác nhá đẩy gl con tích uh, gl một hai pro hàng xịn chính hãng luôn 100% trăm bóc hộp tem cho bác đấy giá bán công khai cho bác là 6 triệu hai trăm nghìn đồng bao ship tận nhà tặng dây rắc đầy đủ cho tất cả bác và anh em luôn đấy bên em cam kết luôn là hàng zin chuẩn xịn một trong những đơn vị bán hàng uy tín nhất việt nam mua hàng không cần phải cọc hàng chuẩn chỉnh đến tay các bác nhận hàng kiểm tra tết âm thanh thoải mái phải thanh toán tiền rất nhiều bác anh em là đợt này là toàn bùng hàng em nói thật các bác luôn làm việc giống trẻ con thì em không bao giờ chấp nhận được như thế các bác nhá đấy rất là đáng lên án được chưa ạ ok xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video clip lần sau đừng quên là nhấn nút like đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em xin chào và hẹn gặp lại